Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 5 tập 1 kết nối tri thức của cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 15. Km vuông hecta. Tiết số 1 trang 51. Km vuông và chữ hecta này đều là đơn vị đo đo diện tích. Km vuông thì đo cái chẳng hạn như diện tích của một tỉnh hoặc là diện tích của một đất nước. Còn chữ hecta thì dùng cho đo cái diện tích những hạn như những khu công nghiệp, những khu resort hay là những cái khu du lịch dùng hecta. Hecta này nó chính là đơn vị là hecto mấy mét vuông, nó có hai tay. Còn km mét vuông là chữ k trên m và số 2. Nên đây là km mét vuông, còn này là hecta, hecta chính là hecto mét vuông. Trong cái dãy đơn vị đo của nó là km hecto mét, deca mét, mét, decimet, centimet và milimet. Đấy, đây là đo chiều dài. Còn nếu như tính diện tích thì nó là thêm số 2 trên đầu, thêm số 2 trên đầu. Đó. Thì đây là km vuông, hecto mét vuông chính là hecta. Deca mét vuông là mét vuông, decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông. Hai đơn vị đứng liền kề kề nhau thì hơn kém nhau là 100 lần. Nó qua bài số 1, hoàn thành bảng sau, đọc. Này là 3.055 km vuông. Rồi 3.000 này. 0 này. 55 này. 55 km vuông. Câu này là 27.005 km vuông. 27.005 km vuông. Câu này là 61,1 km vuông. Câu này là 0,74 km vuông. 0,74 km vuông. Bài số 2. Viết số hoặc là số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 5 km vuông đổ ra mét vuông. Km vuông mà đổ ra mét vuông này rất là nhiều. Đây chúng ta xem này. Đây là km vuông mà đổ ra mét vuông. Như vậy đây là hai chữ số 0, đây hai chữ số 0, đây hai chữ số 0 và đây chữ số 1. Như hai chữ số 0 này là của mét vuông này, hai chữ số 0 là deca mét vuông này, hai chữ số 0 là của hecta hay là hecto mét vuông, rồi số 1. Đó. Như vậy là 2, 4, 6 chữ số 0 và một chữ số 1. Như vậy là từ km vuông mà đổ ra mét vuông thì chúng ta sẽ nhân cho mới nãy chúng ta xem đó, nhân là 1, 6 chữ số 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Như vậy 5 ta nhân cho con số này. 5 ta nhân cho 100.000, như vậy là 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Đó, đổ ra bấy nhiêu ạ. Bài này chúng ta tạm thời che này lại đi. Tới 7 km vuông đổ ra mét vuông thì nó giống như ở đây. Như là chỗ này thì chúng ta sẽ có là 7 ta nhân cho 100.000, như là 7 này
được 7 này, 0 0 0 0 0 0. Rồi ta cộng với thêm 60 này nữa. À, như vậy là ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có là 7 này, 1 2 3 4 chữ số 0 và chữ 60 nữa. Đây mét vuông mà đổi ra km vuông thì chúng ta sẽ chia cho con số này. Ta chia cho số 1 và 6 chữ số 0. 1 2 3 có 4 chữ số 0 mà. À. Như vậy thì chúng ta sẽ còn lại là 4 chữ số 0 vậy, còn là 2 chữ số 0 nữa. Rồi chia cho để chia cho này nè. Rồi 6 chữ số 0. 6 chữ số 0 như vậy chúng ta sẽ còn lại là đơn giản đi như vậy, dưới còn 2 chữ số 0. 2 chữ số 0 thì có dấu phải nó vào đây. Như vậy là 8 phải 2 2. Yeah. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ còn chỗ này nè. Còn chỗ này là 822 phần trăm. Đó. Phần trăm cho nên ngay chỗ này là bỏ 2 chữ số 0 đi, nó thành là số thập phân này. Km chỗ này mét vuông mà đổi ra km thì ngay chỗ này cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ chia cho 100.000 như 6 chữ số 0. Ngay chỗ này là 6 chữ số 0. Sao chữ số 0. Chỗ này là mấy đây? 5 chữ số 0. 5 chữ số 0 như vậy chỗ này nó 5 chữ số 0 đơn giản với 6 chữ số 0 thì còn là 3/10. À, 3/10 chỗ này nó còn là 0,3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Ở thành phố hình học có 3 khu bảo tồn được xây dựng trên các mảnh đất dưới đây. Khu bảo tồn thiên nhiên, đây là chiều, cái này là hình chữ nhật, nó là chiều dài là 10 km và chiều rộng là 4 km. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh thì cái này là hình vuông, cái này người ta cho là cả một cạnh là 7 km. Còn này là khu bảo tồn đất đập nước thì là nó là hình chữ nhật, cái này là chiều dài nó là 8 km và chiều rộng là 6 km. Như vậy là ở đây là một cái diện tích, nếu muốn tính cái diện tích này á thì ta lấy chiều dài ta nhân chiều rộng. Như vậy là diện tích là x là bằng là 10 ta nhân cho 4 là bằng là 40 km vuông. Còn này là diện tích hình chữ nhật, hình diện tích hình vuông là cạnh nhân cạnh. X là bằng cạnh nhân cạnh là 7, ta nhân cho 7 là bằng là 49 km vuông. Còn này là x là bằng là 8, ta nhân cho 6 là bằng là 48 km vuông. Như vậy chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy là cái khu bảo tồn loài sinh cảnh này là lớn nhất, tại vì nó là 49, cái này 40, cái này 48, cái này là nhỏ nhất. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo, chúng ta xem người ta hỏi cái gì. Biết Nam đang ghé thăm khu bảo tồn có diện tích lớn nhất và Việt đang ghé thăm bảo tồn có diện tích bé nhất. Vậy Nam đang ở khu bảo tồn nào? Người ta nói là Nam đang ở khu bảo tồn diện tích lớn nhất. Như vậy chúng ta quay qua thì chúng ta thấy là khu bảo tồn nào có diện tích lớn nhất. Như vậy là đây, khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Còn Việt là đang ghé thăm ở bảo tồn có diện tích bé nhất. Như vậy chúng ta sẽ xem cái diện tích bé nhất là của gì. Đây, khu bảo tồn thiên nhiên là bé nhất. Khu bảo tồn thiên nhiên. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Việt Nam, Lào và Campuchia là ba trong số những quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương. Diện tích của ba quốc gia đó là 236.800 km vuông.
181.035 km vuông và 331.210 km vuông. Biết Lào có diện tích lớn hơn Campuchia nhưng bé hơn là Việt Nam. Và diện tích của Việt Nam là bao nhiêu? Diện tích của Lào là bao nhiêu? Diện tích của Campuchia là bao nhiêu? Rồi chúng ta xem lại. Bây giờ người ta họ nói chỗ này là biết Lào có diện tích lớn hơn Campuchia nhưng bé hơn Việt Nam. Như Lào mà có diện tích lớn hơn Campuchia nhưng mà bé hơn Việt Nam, như vậy Lào là con số ở giữa. Và Việt Nam là diện tích lớn nhất. Như trong này chúng ta sẽ có là con số là 236.000. Còn này là 181.000, cái này là 331.000. Như vậy đây là con số này là của Việt Nam. Và con số này là của Lào và con số này là của là Campuchia. Và diện tích của Việt Nam là 331.210 km². Diện tích của Lào là 236.800 km². Và Campuchia là 181.035 km². Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.